Mây hoa sen báu không thể nghĩ bàn, mây mũ báu không thể nghĩ bàn, mây thân trời không thể nghĩ bàn, mây thẻ nữ không thể nghĩ bàn, đều đầy khắp hư không dùng để tra nghiêm, đầy khắp đạo tràng chư Phật trong tất cả mười phương thế giới để dâng lên cúng dường, khiến cho các chúng sinh đều sinh hoan hỉ từ trong tướng chữ vạn trước ngực hiện ra vô số trăm ngàn ức a tu la vương thảy đều thị hiện sức viễn tự tại không thể nghĩ bàn khiến cho trăm thế giới đều đạm chấn động tất cả nước biển tự nhiên sôi trào tất cả núi chúa hỗ tương sung kích cung điện chư thiên đều lay động quang minh chúng ma đều bị che lấp, binh chúng các ma đều bị thôi phục, khiến khắp chúng sinh xả bỏ tâm kiêu mạ, trừ diệt tâm nộ hại, phá núi phiền não, dứt các pháp ác, nuôi lớn tâm không đấu tranh, vĩnh viễn cùng hòa thiện lại dùng sức huyễn khai ngộ chúng sinh khiến diệt tội ác, khiến sợ sinh tử, khiến thoát các cõi, khiến lìa nhiễm trước, khiến trụ tâm vô thượng bồ đề, khiến tu tất cả các hạnh bồ tát, khiến trụ tất cả các ba la mật, khiến vào tất cả các địa bồ tát, khiến quán tất cả pháp môn vi diệu, khiến biết tất cả phương tiện chư Phật, những việc làm như vậy đầy khắp pháp giới từ trên lưng của tỳ kheo hải tràng vì người đáng dùng pháp nhị thừa mà được độ hiện ra vô số trăm ngàn ức thanh văn duyên giác vì người chấp ngã nói không có ngã vì người chấp thường nói tất cả hạnh đều vô thường vì người tham lam nói quán bất tịnh vì người sân hận nói quán tử tâm vì người ngu si nói quán duyên khỏi vì người đẳng phần nói pháp cảnh giới tương ưng với trí huệ vì người thích chấp cảnh giới nói pháp không chỗ có vì người thích chấp nơi tỉnh tĩnh nói pháp phát đại thệ nguyện khắp lợi ích tất cả chúng sinh những việc như vậy đầy khắp pháp giới, từ hai vai của tỳ kheo hải tràng, hiện ra vô số trăm ngàn ức các dạ xoa, la sát vương, đủ thứ hình dáng, đủ thứ sắc tướng hoặc dài hoặc ngắn, đều đáng sợ hãi, vô lượng quyến thuộc tự vây quanh, giữ gìn tất cả chúng sinh hành thiện và các hiền thánh Bồ Tát chúng hội, hoặc hướng tránh trụ và người tránh trụ hoặc có lúc hiện làm thần chấp kim cang giữ gìn chư Phật và trụ xứ của Phật hoặc giữ gìn khắp tất cả thế gian. Người có sự sợ hãi thì khiến cho được an ổn, người có bệnh tật thì khiến cho được lành bệnh người có khổ não thì khiến cho được lìa khỏi người có tội ác thì khiến cho họ hối cải người có tai nạn thì khiến cho tiêu diệt lợi ích tất cả chúng sinh như vậy đều khiến cho họ xả bỏ luân hồi sinh tử chuyển bánh xe tránh pháp từ bụng của tỳ kheo hải tràng hiện ra vô số trăm ngàn ức khẩn na la vương đều có vô số khẩn na la nữ vây quanh trước sau lại hiện ra vô số trăm ngàn ức càn thát bà vương đều có vô số càn thát bà vương nữ vây quanh trước sau đều tấu lên vô số trăm ngàn thứ nhạc trời để ca ngâm khen ngợi thật tánh của các pháp